Animation nó dễ cái kiểu đá màu đánh của nó nhìn nó rõ, đấy. nó dứt khoát. Đâu nhỉ? Huyền thoại đâu nhỉ? Cái đòn đánh của nó dễ nhìn, dễ chơi. Mấy con kia cái này anh em cầm 4 kiểu đốt thì mạnh quá, thì hay là đổi hai rừng đi, hai rừng thì nó căng. Cho hai lên thật hẳn đi, đủ mẹ. Má bây giờ nó đánh nằm con mèo nó cười nha. Ôi chết mẹ. Ui, nó có Juric nó đẹp nhà cao lắm đấy nha. Họ này nó không đánh nhau, nó ở nhà mình á. Anh em 5 điều, 5 cái điều mắng xà vào, clear. Ờ, đủ má, đúng đấy. Ấp huyết trong dìu đại mắng xà luôn. Con chạm nó thả con ma là 5 Juric khỏe lắm, mạnh kinh khủng. À dìu mắng xà chứ, sao dìu đại mắng xà. Dìu mắng xà, đại mắng xà cũng được, sao đâu. Nhưng mà về lane mình đánh không lại nó đâu, chắc kèo luôn á. Em gặp cái gì đấy? Không, sao em sao ơi. Nó nói vậy chứ năm anh, năm anh em năm anh em bật siêu nhiều lắm. Ừ, mà về sau đá mà. Đá một cái thôi là theo đá con này trúng con kia là theo phần trăm máu mà. Quan trọng con đá dính nhau. Xem có đứa nào thông thạo cao không à? Ôi thông thạo bọn nó cao lắm này các bạn này đấy, thấy chưa? Cái lồng ma thông thạo được kia đánh sao lại. À, team nó thông thạo cao. Trong khi con Lee Sin team mình có thằng nào cũng thông thạo à? Đúng hai thằng Boy One Jam Lee Sin thì đánh nhiều đéo chịu được. 270.000, 236.000. Thế là còn ít đấy. Thì đấy, để đợt này đâu chơi đâu, nó rất tầm không à. Top lần nó lên điểm rồi. Ván này cũng hơi khó đấy, đừng đùa. Tí nó thả trong 25, 20 con ma, cho nó e giúp thằng nào, 20 con ma bay cho nó cắn. Tôi có một sự lựa chọn trang bị khởi đầu hoàn hảo luôn anh em ạ, à. Hay vãi lồn luôn. Đó là một chìm đi. Của bà bắt một cú chìm rồi sang, sang đá được mạng phớt blood về cầm cho mình kiếm được mã ra đường hai quy chết người. Đâu đá phớt lụt về luôn lên luôn cái mẹ tia mát chứ. Ờ ha, tia mát được. Thôi mình cứ trung thành với hai Doran đánh cho nhây. À, lên có một người 2 đô la được rồi, tôi sẽ lấy đi phút chim tôi đạp vào đó. Thôi ván này để mình à, nó tìm nó có con Yorick ánh sáng kìa, con đấy hồi sinh đồng đội đúng không? À, anh Tam dễ xấu, ứng chịu được. Đang chơi vẽ hình đánh chữ à? Khi nào mà thành phố có đại hội vật tay thì bay vô vật. Chơi đúng cái vật tay xong cút. Nội tại của Yorick lên gây sát thương phép à? À ok. Nó cầm đồ kháng phép thôi. Chỉ lắm con Lee Sin mà lên truy ấp huyết sau chỉ lắm các bạn cầm giáp tâm linh mà nữa mà. Đúng đấy, cầm giáp tâm linh mà thì nghỉ chơi. Này thế có cách nào Lee Sin lên kiểu đa vật lý đâu nhỉ? Ờ nguyệt đao xong rồi Yomu ngon vãi đái luôn. Không ta tính là nguyệt đao này xong rồi lên đúng hải tạ xong rồi lên vô cực. Vô cực à? À đâu không nhầm, phải lên cái trước nhỉ, phải lên cái mày lên vô cực như thế không đủ 60% chí mạng. Không, cái trước là cái đéo gì nhở, quên mẹ tên rồi. Em ơi, đi, cãi nhau tí đi. Tẩu thích. Ok rồi. À đúng rồi, lên cái nọ thần đô biết. Lên 6 cái đô ra là mạnh nhất. Ngồi chỉ lên làm, đọc luôn cái nọ thần đô biết. Mình 4 cái đô ra là được 10 giống máu rồi, bằng món đồ lớn rồi. Má nhìn mấy con Lee Sin đi, xếp hàng buồn cười đẹp chịu được. Ôi giời, bọn này nó đánh chắc. Nó không có đi trưởng, mình phải ra lén đi gặp nó. Nó không đi được. Đi ra đây à, đi ra cam, bố đây, cặp đấy. Đây, đường này nè. Điện cho đấy, đấy. Vô mẹ, trong trụ chơi mày luôn. Ờ, hay. Ê, nó né rồi chưa? Minions has spawned. Nhìn mày có Lee Sin kinh đéo chịu được. Hình như Lee Sin là free quy tội gì cũng dùng. Free quy bọn mày đá hoài luôn á.
Hả, Lee Sin cũ mà khỏe nhờ. Lee Sin cũ đá mà phần trăm máu. Đi bóp thì trước đá ai ai được. Đá là mày ăn. Ê á, giật kia. Ừ, chưa vào đã có vậy. Chính công đầu à? Đây cài lên đấy. Anh chết mẹ rồi em ơi. Lính là cái đéo gì? Easy vậy. Khỏe lắm. Mình cứ mát đứt rồi mình đánh thường đó các bạn. Làm gì đâu. À, mắc nút lại giờ đây thôi. Con Lee Sin hồi mùa 2 thì có phải đâu. À, để xin được trên tốt. Ừ. Khỏe lắm. Lồn huyết kiếm. Lồn Tofu Boy là nghĩ ra. Lúc lồn huyết kiếm, nó làm gì nó được. Mát ai à, mình gặp Squee không mở vào được á. Ờ, W nó. Cày vậy. Ăn dầu ấy. Được, vào mạnh. Cũng hết W vào trung lên, cũng hết W vào trung lên là xong. À, con Lee Sin này. À, con ăn dầu, nhanh vãi đài. Cảm giác những con rồng này nó khỏe hơn bình thường đúng không? Thì nó level cao á. Vừa vào mọi người level cao, con rồng nó level cao. Cái à, đủ người đao, tham lúc đủ người đao đó. Mình phải 2008. Đáo đắt thế nhỉ? Em xuống em giết nó luôn. À ừ đúng rồi. Điện luôn. Nó quy nó hồi cái game nhiều đúng không? Đến sáng rồi nè. Sao nó không đánh con ma ta? Ơi. Đủ. Yếu quá. Trong này á. À, đéo tụi em ơi, đéo đủ đá. Chủ lên. Cầm lên 4k về mua đồ lên thẻ. Để tốt phổ, tốt dầu ấy. Ê, cái bán binh này máu luôn. Má nhìn mấy cái Doran thì trông khắm đéo chịu được. Rồi, ai đổi người đập cái trên răng dưới dái với mỗi cái nguyệt đao. Khỏe rồi. Xin được nguyệt đao khỏe rồi.
chơi cai bị nó đấm sửng dưới này. Solo được 2 thằng không nhỉ? Đó, tăng lên này, tăng lên này. Ừ. Tủi mẹ. Nếu được thì mình chạy. Ừ. Có bảo hiểm cơ mà. Đánh đi mạng. Hèn, chơi không thì mẹ đòi gọi con này về à? Ấy, đặc biệt trượt, con này nó điều khiển con này đánh tao thôi nhiều vậy. Như sắp đéo được tiền nữa rồi. Bên đi chứ. Nghe mít đông nè. Nhìn lính nhiều quá nha. Rồi rồi. Em thấy anh nói nghe em đi. Phải sao ăn được mình nữa. Má mà quánh đầu thế. Đâu hốt đéo chịu được. Ê, còn con nào nữa. Tốc bất tốc biến nhá. Mình chỉ có full Doran thôi. À, nếu hiểu đánh. Có team nào đánh nữa à? Team Lee Sin được không ta? Bây dài. Ủa, Yone chắc ăn được nhỉ? Ôi, chạy nhanh thế. Mình đéo biết chiều của con Doric cho tao được gì. Đây, đánh quá, luôn. Mà chưa có đại. Thế, ra luôn, cái anh ngay được luôn rồi. Mình cho nó giết mình đi chứ bạn. Hay à, đéo tóc biệt tao được. Cho nó giết mình cái đi chứ. Để nãy giờ nó không giết được mình thì cũng cũng gọi là khổ. Phải lên đúng đồ đúng như kiểu mình. Mi cả mi nó đẩy hai thằng kia láo kia. Có cơ hội tí à? Nó cơ hội tí, nó có kiểu có hóp một tí. Vào cân rồi. À, đeo con mắt. Mày bị nhốt như một con chó luôn rồi. Mạnh mẽ đi. Đâu má nó. Con mắt à? Trời ơi, biết con mắt mà. À, đeo mua đủ theo được. Ôi mà, giải bóng chữ ấy bị đẹp à. Nhìn nó thương. Cái đáng nha. Tương đéo chịu được. Ôi con này level thấp rồi. Em mới ăn nãy giờ. Giết con bự trước nè. Đâu? À, cái đéo gì đấy? Luôn! Ây da, tao phải nặng này kia. Đi ngoài em nghe. Ây da! Má, mình đánh vào ác quá. Ác thế anh em ơi, gì đấm nó về tận nhà luôn. Ê da. À. Ai da. Đưa ra. Không có thằng nào đứng như để cho mình bấm chỉ nó biết. Đấm nó luôn. Đánh được nó mà.
Mình lấy đất lan này. À, đây còn quy được là chết. Thánh chúa, thánh chúa. Gặp đúng quỷ. Tiên nào tôi giết được một thằng rồi, tới tôi. Ây da. Mình chỉ thích Doran thôi. Thằng nào đẩy dưới đúng không? Hãy cứ ngành rồi. Giết cái con này trước này là nó phế à. Ồ, cái nhỏ này là hai thằng nó giống như mình đặt xuống đây. Ờ, mỗi thằng một hướng ạ, à. Rõ ràng có là gây đam đúng không em? Đúng rồi, hai thằng là đam. Ừ, hai thằng nó phải kiểu nó đụng vào nhau chứ. Nó ăn sứ giả, nó ăn sứ giả, nó ăn sứ giả, nó ăn sứ giả. Tuy em lắm. Nó ăn sứ giả, nó ăn sứ giả. Má. Em đang còn chiến nên gì trên mặt ơi. Ây da, nó không ăn. Thì mình ăn. Mà mình ăn cũng được. Đây, mạnh mũi rồng nhá. Nghe cho bạn, nghe cho bạn, nghe cho bạn. Nghe cho bạn. Nghe cho bạn. Mình chỉ là đi farm anh em. Thằng khỏe đấy, có một thằng khỏe đấy. Tớ cun tiên kìa. Nó gọi là ô tiên ở chơi mình rồi. Bán dần đô ra thôi, mua dài thôi nãy giờ chơi chậm. Ui, ui hết rồi à. Kêu, kêu. Đây, bay. Ơi. À. Đao này mất rồi, dùng mất rồi. Đây đây đây. Vẫn hơi căng á. Gì chia tỷ lệ là ngon rồi, trung bình mỗi người 6 mạng, nhân 5 mạng là được rồi. Nó chỉ tiêu rồi. Ê, là ít tiền đúng không? Đồng anh em ơi. Lee Sin này như Lee Sin của Khang nhá. Đánh căng. Ui, được cung tiền này. Ô, có sứ giả đánh thì mình ăn được cung tiền. Mình cái thì mình đéo ăn được tiền. Cái bãi này cần mất nốt thì đang nằm rồi, đang nằm. Để anh em nằm lại. Ủa nằm được cái bông thế. Bông thế. Tôi sao mà tôi đéo còn mang em dầm về. Ôi nó xích rồi, xích rồi, xích. Em đánh vào sau trước, đánh vào sau trước mọi người. Đông mất đấy. Thả nó đây mạnh ơi, thả nó đây mạnh. Không được, hiểu mấy. Má anh em ơi, không giết được lính đi là nó cút mình hết. Đúng rồi, bây giờ tôi giết lính trước. Sợ đội quân lính nít. Này. Để tôi giết lính. Anh em thấy 5 cái điều quảng xa ấy. 5 cái điều quảng xa ấy. Chấn nổi. Xa rồi, hết mắt rồi, hết mắt rồi. Té bệnh anh. Đúng rồi, có mấy cái điều quảng xa clear nó nhanh lắm. Ừ, thì đỡ vật, cái gì quảng xa thôi. Trời. Có đâu rồi?
Alo má, anh em đang ở đây lấy đứa đéo ra điểm ra. Cần lý, giết hết luôn. Cần gì mày? Má tin như anh mà mày vẫn mày vẫn thấy. Mẹ ơi, em sao sao? Ái sao quần này? Nào đi, đặt cả chiến thắng cái anh em. Xong rồi tí làm gì làm tiếp. Ok. Có đúng mình tôi lên giáo về máu đẹp mà. Má tim liền. Vui mà, đấy nhau với tim tôi vui phết. Tính ra tí nữa phải phải cử một người có nhiệm vụ mà phá cái con to to ở đó. Đấy, tao đi tao săn mấy con to đó gì. Thôi, cho lại end game đi. Nhạt rồi. I need no blade to strike down my foe. Này nó xếp hàng rồi thì mình đã nó nhiều rồi. Ê bác có thằng lẻ. Cho lên cái này mình nóng rồi. Dạ. Lên. Chạy lên xin. Em ơi. Alo mấy cái ơi. Này. Được em ơi, chạy được. Đó, bọn nó thiếu cơ động quá. Cổ thân bọn nó. Ê, đéo được. Lâm sao mới được. Đâu chạy được gì Châu ơi. Mẹ, nó cố giết đéo được. Cài thiệt mải thế nhở. Ây á, mới vừa cú đau đắt rồi mà không bấm kịp kìa. Chà thế. Được cú đau đắt xong. Má mày lính nó cạp chưa. Thì bạn đông thế. Nhà mày mệt đấy. Đóng cái dao tâm linh cho cái. Cái đam của con còn cái con mà chiếc cuối của nó là đam AP ấy. Đam AP á. Đấy là cái nội tại nó nữa. Đam AP á. Ừ, cái rờ nó hơi căng ấy. Chết cái con củ lìn bóng đệm nó sẽ mò ra không nước kìa. Đánh hồi máu. À, em ạ. Nó không đai được vậy. Cứ ăn thôi. Remember. Anh em đang tới, anh em đang tới. Đấy, anh Hiệp ơi, Hiệp ơi, nó đi ra từ phía này có đấy. Rồi xong. Ôi chạy. Rồng, nó ăn. Đấy à, đau. Thế là giả bóng chạy à? Cái đéo gì đấy? À, có thằng đi backdoor kìa. Có thằng backdoor kìa, giết thằng này anh em ấy. Đấy đi, tôi đép thằng backdoor cho. Trời ơi. Để đấy, thằng backdoor đi, để tao. Để tao xử sau tay nó cái. Đá gì. Nó về đây mạnh. Đâu rồi? Bây giờ rồi, nó chạy rồi. Ô, mình có linh hồn rồi à? Mình có linh hồn nước á, rồi mình đánh khỏe vãi đái. Nhưng mỗi tượng đéo được cái năng lượng nhỉ? Có blue ấy. Là cái năng lượng của cái dòng nước ấy, của mình, anh em đéo được hưởng cái đấy. Dòng nước làm gì còn năng lượng? Có mà. Hay là linh hồn thì có. Linh hồn ấy thì có. Ây à, có quay ghê à? Rồi, đã công chuyện. Nha, cũng kem mẹ đấy rồi. Rồi, ăn chúa, không đá nó mua nữa kìa. Nó đau. Rồi, không đá nó mua nữa kìa. Đây, siêu nhân tới. Tù mẹ. Vô đi. Lô, đây. Tù kìa. Hay à,
là ngoài à? Hay là quy chân luôn? À, kiểu kiểu các bạn đánh nó hốt quá khổ. Em muốn biết đáp lưu là muốn biết đáp lưu ngày đây muốn đáp lưu ngày đây muốn biết đáp lưu ngày đây là tao là người chết. Má mình không hợp với gấp biết đấy. Bấm nhiều nút quá. Nhưng Nguyệt Đao cũng nhàn hơn. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đẹp tướng mới hoặc là build được hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Sinh ra là trẻ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch.